A Di Đà Kinh Yếu Giải, Tịnh Phòng Ngẫu Ích Trí Húc Đại Sư Soạn Việt Dịch, Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận Phật Tánh, lấy tựa A Di Đà Kinh Yếu Giải mới dịch ra tiếng Việt. Tu Thiền Tông mau chóng thành Phật nhất, tu Tịnh Độ Tông còn mau chóng và chắc chắn hơn. Tu môn này thì mỗi tiếng niệm Phật danh là thấy rõ Phật tính hiện tiền, thấy rõ Phật tính là thành Phật quả. Thành Phật quả là chuyển hóa được quả đất Ta Bà thành quả đất Cực Lạc, là diệt trừ được tai nạn chiến tranh tàn sát cho quần chúng hết đau khổ, là trả lại hạnh phúc hòa bình tự do bình đẳng cho tất cả muôn loài. Tuệ Nhuận.